Những ngày qua, thời tiết nắng nóng xảy ra diện rộng trên khắp khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ ngoài trời cao điểm từ 11 giờ đến 14 giờ hàng ngày, trung bình từ 38 đến 40 độ C, có thời điểm trên 40 độ C. Cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm đã được Chi cục Kiểm lâm các địa phương trong khu vực đưa ra. Trước tình hình đó, vào sáng nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Hương Sơn, khu vực rừng xã Kim Hoa, hệ thống camera giám sát phòng cháy chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Hương Sơn, làm việc với lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng các đơn vị quản lý bảo vệ rừng, chủ rừng trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao mô hình trạm camera giám sát bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng của Hương Sơn và một số địa phương trên địa bàn đã đầu tư lắp đặt. Đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương, các chủ rừng thực hiện nghiêm túc quyền, nghĩa vụ về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, củng cố kiện toàn các trạm bảo vệ rừng để hoạt động hiệu quả, thành lập quản lý đảm bảo kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện hoạt động tổ đội bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.